bánh thế nào?
nó cái diện tích của lá biển. Chào mừng quý khách đến sân bay quốc tế Vinh, thành phố Vinh. Bây giờ là 1 giờ 15 phút chiều với nhiệt độ bên ngoài là 28 độ C. Quý khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Quý khách cẩn thận khi mở gian hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không tự ý mở cửa máy bay. Hành khách sử dụng dây an toàn cho trẻ em vui lòng để lấy ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Thay mặt chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở khách sạn Kỳ Anh ở Cửa Lò. Bây giờ thì mình từ sân bay Vinh đi về ngay khu vực Cửa Lò khoảng 18 km. Mình đang có mặt tại ngay khu vực số 10 của đường Nguyễn Đăng Tĩnh, khách sạn Cửa Lò, về nhận phòng khách sạn Kỳ Anh 3 sao. Đây. Phòng ở đây thì nói chung là cũng tương đối khá là dễ thương. Có view nhìn ra hướng biển. Đây. Đây, hành lang phòng. Đẹp.
Đây, vô mình gõ cửa trước nha cả nhà. Đấy. Mình ở phòng 306. Đây, ở trong rất là dễ thương. Đấy. Tiên vô là mình có cái thẻ từ, mở cửa phòng vô. Này cắm để kích hoạt cái điện ở trong phòng nha. Phòng thì có trang bị máy sấy tóc, ấm điện. Này, giường hai người. Hiện tại mình đang ở với bạn Chỉnh, đồng nghiệp của mình. Này, không? Chất lượng về niệm rất là ok. Máy lạnh, không gian ở trong phòng rất là thoải mái nha. Này, mình di chuyển vào khám phá cái xem cái nhà vệ sinh như thế nào nha. Còn khung cửa sổ thì rất là thoáng. Này, máy lạnh, máy quạt đầy đủ luôn nha. Máy lạnh bố trí rất là tinh tế. Di chuyển vào trong khám phá nhà vệ sinh như thế nào. Này, có trang bị đầy đủ chậu gội, sữa tắm, kem bóp đánh răng, súc miệng ha. Này. À, và đây là cái sữa tắm hoa sen, bồn, khăn tắm cũng khá rộng rãi và thoải mái. Đây. Đây, mình nhìn ngược lại một góc xíu nha, rất là dễ thương. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video, và nếu như mà về Cửa Lò thì chúng ta ghé khách sạn Kỳ Anh để lưu trú lại nha. Anh em chúng tôi trải nghiệm dịch vụ xe điện Cửa Lò, di chuyển qua khu vực nhà hàng để ăn trưa. Ra từ qua bảo ghế chỗ nhà anh Sơn lấy mấy cân rượu. Dọc theo bãi biển Cửa Lò nha, công viên thiếu nhi thị xã Cửa Lò, khu vui chơi giải trí. Bãi biển Cửa Lò khá là nhiều những cái nhà hàng, những quán nhậu. Buổi tối anh em nếu như trải nghiệm ở Cửa Lò thì có thể di chuyển ra đây để chúng ta thưởng thức một cái bữa hải sản hoành tráng. Rất là nhiều nhà hàng hải sản như là cơ sở lưu trú ở đây. Tới đây có chỗ nào đi massage không anh? Rồi, buổi trưa ngày hôm nay thì anh em chúng tôi trải nghiệm tại ngay khu vực Hoàng Quán, hải sản tươi sống. Số 1, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Đây, di chuyển vào ở bên trong. Đây. Mực ghẹ cá rồi đầy đủ anh em. Lỏng xe lỏng dạ. Tự nhiên nhá. Hello 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 hotline. Dạ. Ơi. Kêu Nghiễn coi cho nó có đó má. Nguyên ơi, Phong ơi. Cái gì đó? Đây mới nhẹ mà tối kìa. Thì nó ngon nhưng mà cái nó ăn là phải giật. Mời anh em giật chỗ này cái đã nè. Giật lại cái nè. Nè, cái này. Ây da, đó.
Con này gọi là con gì? Con tim chết hả? Không nhau. Đây mình mở đi ra ngoài.